Chào mừng mọi người đến với kênh Compassion. Tôi tên là Hồ Hải. Hôm nay sẽ cùng vị khách mời đặc biệt hôm nay là anh Kiên. Anh Kiên nổi tiếng tại Việt Nam với biệt danh là anh Kiên Kun. Rồi xin Kiên một phút giới thiệu mình và công việc của mình anh Kiên nha. Mình kinh doanh sản phẩm phim dán kính cách nhiệt Vicun gần 20 năm nay. Chắc nhiều bạn dùng xe cũng đã biết đến sản phẩm của mình. Thôi thế là đủ rồi. Mời bác Hải nói tiếp. Rồi, ok, mọi người đều biết là anh Kiên là từng làm cách nhiệt cho rất nhiều anh em ô tô Sài Gòn, chắc cũng hơn 20 năm qua, là một trong những sản phẩm được sử dụng rất nhiều trên các dòng xe sang. Rồi quay trở lại chương trình đánh giá xe người dùng hôm nay là sau lòng vô lăng mình là chiếc Nissan Terra phiên bản 2.5V số tự động hai cầu và máy xăng, có công suất là 168 mã lực, thì em nhớ liên quan đó. Thì tại Việt Nam Nissan Terra có 3 phiên bản máy xăng full option ha, hai cầu, phiên bản ít option hơn một cầu và phiên bản thấp nhất là máy dầu số sàn. Đấy thì bây giờ chắc là ít ai đi số sàn, đặc biệt là những người sử dụng cá nhân gia đình thì đa phần là chọn phiên bản full option. Như anh Kiên là nhà có điều kiện rồi đấy. Thì mình được biết là anh Kiên là từng là lái xe pickup Nissan Navara và sau đó chuyển sang chiếc Terra. Và trước khi cái chiếc Nissan Navara là anh Kiên đã từng đi rất là nhiều xe sang, Mercedes C-Class, GL, GLK. Anh Kiên chia sẻ là tại sao mình chọn cái mẫu xe Nissan Terra này. Thứ nhất là gia đình mình cũng hay đi du lịch, gia đình mình đông con nên thành ra mình rất thích một chiếc xe 7 chỗ thực sự. Và sở dĩ chọn chiếc Nissan Terra là vì trước đây mình đã chạy một chiếc Navara bán tải. Thì mình biết cái xe Terra này dùng cái gầm và bệ của chiếc Navara. Và mình thì rất ưng cái gầm bệ và cái hệ thống lái của Nissan. Nên là mình quyết định mình chọn mua chiếc Nissan Terra bản full này. Cho em hỏi chứ là cái xe này anh Kiên mua bao lâu rồi ta? Mình mua đến nay mới được gần một năm. Gần một năm xe khi mình mua xong là mình chạy luôn một chuyến xuyên Việt, một vòng từ Sài Gòn ra Tây Bắc, tham gia cái giải chạy marathon VMM Sapa, xong đi chơi mấy vùng Tây Bắc nữa, xong rồi đi vào tổng cộng khoảng 5.000 cây số. Wow, rồi 5.000 cây số đấy thì mình rất là hài lòng vì xe chạy rất là an toàn, êm ái. Cảm nhận lái đường đèo cảm nhận lái đường đèo thì tuyệt vời. Thì xe này được biết có chế độ hai cầu đấy, thì không biết là anh Kiên đã thử sử dụng hai cầu chưa? Thì có những lần mình lên trên Đà Lạt ấy, vào những cái đường địa hình khó đi cắm trại trên chỗ mấy cái đồi thông ấy, mình cũng có sử dụng cái hệ thống cái cầu trọng cũng rất là tốt. Rồi có cái nào mắc lầy mà lên nổi không anh? Mắc lầy lên nổi, lên được. Ok, mẫu này thì ngoài chức năng hai cầu ra như nó có khóa bị sai luôn chứ nhỉ? Có bị sai thì giúp cho cái xe, đặc biệt là động cơ máy xăng 2.5. Theo mình biết, cái động cơ 2.5 này có được đang được lắp ráp trên mẫu xe Nissan X-Trail 2.5, dòng xe 5+2. Đúng rồi. Đấy. Thì tại thị trường Việt Nam, cái phân khúc của Nissan Terra cùng phân khúc với lại xe Toyota Fortuner bán chạy nhất. Thứ hai là xe Everest. Ford Everest. Thứ ba là chiếc Pajero Sport. Thứ tư là chiếc Isuzu MUG, là chiếc xe MUG. Rồi xong rồi tới cái xe GM đó là chiếc Chevrolet Trailblazer. Tổng cộng có 5 phân khúc xe cạnh tranh cùng với lại dòng xe Nissan Terra. Nissan. Thì lúc mà anh chuyển qua xe gia đình thì tại sao anh không có suy nghĩ là người ta đi mấy xe kia? Mình đã test 2-3 chiếc. Wow. Như Hải nói là cũng có trải nghiệm rồi, cũng có trải nghiệm trước khi mua quyết định cái này, nhưng mà mình thấy không hài lòng vì mình thấy mình không muốn nói ra xe nào, nhưng mà có một vài mẫu xe nó cho mình cảm giác nó bồng bềnh và xe rất là nhẹ. Có những xe mà mình đã thử đóng cửa và mình thấy về cái thép và cánh cửa thứ không tốt, nhưng mà cũng có chiếc xe như Isuzu MUG thì điển hình, thì mình thấy là rất tốt về kinh tế, về khả năng mà ăn dầu rất là ít nhất trong các xe mình test. Nhưng mà mình chọn quyết định vẫn chọn này vì là mình chót yêu Nissan. Người yêu Nissan nên chọn qua thêm chiếc Nissan. Thì mọi người đã biết là cái mình cũng
em cũng là từng là fan đúng rồi Nissan Navara thì lúc mà mẫu xe này nó ra đó em chia sẻ là em cũng muốn mua một chiếc xe 7 chỗ gia đình, nhưng cái em không hài lòng là nó không có cái bảng máy dầu số tự động full option đó, tại vì mình rất là thích cái động cơ 2.5 của thằng Navara, mà hơi tiếc mình nghĩ là nếu mà Nissan mà được trang bị cho cái động cơ 2.5 mà số tự động cho bị full option thì mình nghĩ trên số bán xe nó sẽ cải thiện rất là nhiều so với hiện nay. Đúng rồi. Thì nghe phong phanh là hình như nhà máy cũng có kế hoạch họ mang cái mẫu xe full option và bằng máy dầu về, tại vì cái máy này có 168 mã lực rồi, còn cái thằng kia 188 mã lực, nó mạnh hơn nhiều chứ, đạt bao nhiêu và tinh tế hơn nhiều. Thì theo thống kê của anh Kiên về mức độ ăn uống của cái xe thế nào anh Kiên? Xe này mình chạy đường trường thì là dưới 11 lít, còn chạy đường thành phố này, thành phố tất nhiên là mình toàn đi chủ yếu là từ Phú Hưng sang quận 1 rồi quay về vòng vòng, ít kẹt xe là 12 lít. 12 lít thì cũng có gặp một số khách hàng họ cũng complain là xe này chạy cũng sướng lắm, nhưng có một cái điều là đi phố thì nó hơi hao xăng. Tại do anh Kiên đi từ di chuyển từ quận nhất sang quận 7 thì nó ít, chứ đi vòng ở phố em nghĩ tầm phải 14 lít nha. Nếu mà đường có thể nếu mà đi đường kẹt xe thì nói chung là đi dòng xe này thì mức độ trung bình là 10 lít. Đó thì một số người ta vẫn chọn cái dịch vụ như chọn xe Toyota Fortuner là do nó ăn được tiết kiệm 1-2 lít. Mà đối với người gia đình mình lái xe và trải nghiệm lái xứ thì mình cũng chẳng quan tâm đến vấn đề 1-2 lít làm gì hết. Rồi nãy giờ đánh giá cái ưu điểm là lý do anh chọn xe này, bởi vì anh thích cái cảm giác của chiếc Navara ngày xưa là chạy tốc độ cao rất là phê. Mặc dù xe tải nhưng chạy được 178 thôi là rất là êm ái, giống như một cái xe SUV. Thì quay lại là sau khi một năm sử dụng với hơn 10.000 cây số, mà đây 11.000 rồi đó, thì điểm gì mà anh Kiên không hài lòng về cái xe này? Thực sự đến nay thì mình thấy có không hài lòng là cái hàng ghế thứ ba, mặc dù mình rất ít dùng cái hàng ghế thứ ba, về khoảng cách giữa hai hàng ghế rất là rộng, ghế rất là to, nhưng mà lại cái sàn giữa cái sàn để chân này thì nó lại làm cái sàn cao quá nên thành ra là đấy phù hợp với cả trẻ con ngồi phía sau, nhưng mà nếu mà trẻ con ngồi băng sau cùng thì mình nghĩ lại không an toàn. Đấy là cái vấn đề. Còn những cái ghế sau rất là rộng nhưng mà nó nâng cái sàn lên. Một cái điểm mà anh Kiên hài lòng là cái ghế phía sau mặc dù rộng hàng ghế thứ ba, rộng nhưng mà cái sàn làm cao quá, đâm ra ngồi cái chân nó bị hỏng lên. Hỏng lên thì không biết là các dòng xe khác thế nào, thế là có thể là một cái điểm trừ. Mặc dù thiết kế quảng cáo là xe rất là rộng rãi cho đúng cả là rộng rãi ghế, nhưng mà hàng ghế thứ ba mà chân nó ngồi co quá thì cũng hơi bất tiện. Và như vậy là thành ra cho con nít ngồi lại hợp, thì là phù hợp lại xe là 5+2. Đó là một cái điểm trừ. Nhưng mà thật sự ra nói với nhiều người là thích đi xe 7 chỗ, thì có nhu cầu 7 chỗ mà để mà chở gia đình á, năm có vài chuyến thì đúng rồi đấy, lại không có quan trọng lắm. Nhiều khi anh đi đủ 7 người nhưng mà không có chỗ để hành lý đấy. Thì anh đánh giá cái khoang mà để hành lý của được nhà mà... mình đi chuyến ngắn ngày mà đi Vũng Tàu hay đi Long Hải là đi nguyên đủ 7 người đã đi rồi, và để được hai vali. Nếu mà đi ngắn ngày thì rất ok, nhưng mà nếu mà đi dài ngày mà cần nhiều hành lý hơn hoặc cần những cái đồ camping hơn là chịu, là không được, là phải xếp cái hành lý thứ ba lại. Không, ngồi 7 chỗ được, mình gia đình mình đã đi rồi. Thì cái nãy giờ anh Kiên chia sẻ về cái lý do mua xe này và những cái điểm mà bất lợi, những cái điểm mà anh không hài lòng là về hàng ghế thứ ba. Thì anh sau khi mà nó sử dụng, anh đánh giá thế nào về cái thiết bị, những cái đồ chơi của xe này, trang bị xe này? Thì xe này em thấy cái trang bị cũng khá nhiều nha. Xe trang bị cũng khá nhiều, về camera là 360 độ, hệ thống CarPlay. Wow, màn hình rất là đẹp. Màn hình rất là đẹp, màn hình lớn. Tràn viền luôn mà. Tràn viền luôn. Rất là to ở giữa. Rồi cảm biến thì là cũng là trước sau là đầy đủ hết. Cái dàn lạnh sau là cho ghế sau hay là cho thứ ba? Cho hết ra đằng sau, bắt đầu từ hàng ghế thứ hai trở về sau. Rồi, ok. Có cả cửa gió phía cho hàng ghế thứ ba luôn. Là đủ cửa gió lạnh cho hai hàng ghế, là một sự tiện nghi khi đi xa 7 người nè. Và có một cái ưu điểm nữa là ví dụ bạn chở 7 người mà khi mà cái hàng ghế thứ hai mọi người xuống trước, hàng ghế thứ ba bạn không muốn xuống, bạn có thể bấm cái nút này, bạn vẫn ngồi trên xe. Bạn có thể bấm cái nút này. Gặp lại. Là gặp lại. Rồi, thế là đây, người sau là người hàng thứ ba đi ra.
tài xế vẫn cứ ngồi trên này. Rồi cái một cái chức năng rất là hay đối với những người khi đang ngồi hàng ghế thứ ba, hoặc là mình đang muốn gấp cái hình ghế thứ hai lại, chỉ việc là ví dụ là chở đồ gì cũng cần đi, ấn một phát nút cái một là cái ghế đó gặp lại cái rất là tiện lợi. Để mà cái này các cái xe mình đi test mà trước khi mua xe này là không có cái chức năng này. Chức năng rất là hay, tài xế không phải xuống dưới gặp ghế nữa, ngồi yên chỗ xong rồi ấn nút kịch một cái, ví dụ là hai người ngồi trên thành xuống xe. Đúng thì rồi. Tài xế chỉ việc ấn kịch một cái là ghế gặp lại thằng ghế thứ ba ra. Đây là một cái điểm cộng và cái tính năng gặp ghế của hàng ghế thứ hai. Gặp ghế bằng điện. Thứ hai rồi có khóa V-Side, có hỗ trợ xuống dốc. Rồi cái chức năng chống trượt đây. Còn cái mọi thiết bị ở đây thì thấy nó y chang cái xe bán tải Navara. Đúng rồi. Trên không khác gì hết toàn cái vô lăng thì chức năng thì là vô lăng hết, chức năng hết. Mà anh thấy vô lăng này có thể là hơi nhẹ hơn á anh kia, không biết tại sao. Nhẹ hơn. Nhẹ hơn Navara một chút. Navara một chút. Em thấy là nó nhẹ hơn một chút. Mình cũng hơi thắc mắc về cái này, mình bảo cũng không hiểu là do cái gì mà cái xe này cái nó lại nặng hơn Navara nhưng mà cái tay lái thì nhẹ hơn. Tay lái nhẹ hơn, anh đánh giá thì em mà trải nghiệm nhiều năm chiếc xe Navara thì cái tay lái nó nhẹ hơn. Rồi còn cái này là ghế da hết anh kia kìa. Ghế da hết. Cái bản Terra Full này thì cái ghế mình cũng rất thích, cái màu sạch, màu nâu. Màu này không có dơ. Rồi anh kia đánh giá gì về cái hệ thống âm thanh xe này? Âm thanh xe này thì bình thường. Rồi, bình thường mà mình không biết nhãn hiệu luôn, tập trong ấy cũng không biết nhãn hiệu xe này. Thường đồ theo xe thì cũng là xe bình thường thôi chứ nó không có một cái gì xuất sắc. Rồi ví dụ tội hành là đạt tối đa nhiều anh? Đông lào thì đã đạt từ lên được cả trăm tám mấy rồi. Trăm tám mấy à, cũng ok đó, xe tám mấy là bảy chỗ là quá ngon rồi đó. Mọi người đánh giá là chia sẻ là cái dòng xe này có hệ động cơ 2.5 nó hơi yếu so với cái xét của nó. Thì có 168 mã lực thì em thấy cũng không đúng. Không đúng. Đúng. Vì xét nó là gần 2 tấn đó nha. Toàn bộ trọng lượng xe này 2 tấn 1 thì 2 tấn, em thấy là 2 tấn. Và cái máy xăng mấy cái máy động cơ xăng này bố trí lên xe này thì nó thực sự là nó chưa phù hợp lắm theo đánh giá của em. Nếu mà đúng ra cái đúng chất là cái động cơ máy dầu của Navara lên thì 188 đạt bất hừng lắm. Nhưng mình có nghe nói là ở bên nước ngoài là cái động cơ diesel full nó sẽ gắn lên chiếc Terra này nó lại không phải 2.5, 2 chấm. Là 2 chấm, chắc có là một phiên bản nghe mới. Nghe nói em Nissan mà cái động cơ đấy chính là cái động cơ mà dùng chung cho Renault hay gì đấy. Nó là okay. Cái bản hoàn quốc tế. Renault với Nissan hình như là cùng công ty. Xe này còn có gì ưu điểm gì mà anh Kim muốn chia sẻ với mọi người không? Thì những cái ưu điểm này anh em mình nói rồi, mình thấy là rất là hài lòng với chiếc Terra 7 chỗ này. Hệ thống lái rồi rộng rãi, chở đồ tất cả thứ. Nhưng mình hoàn toàn mình thấy hài lòng. Anh Kim lúc anh mua là giá như anh Kim? Lúc mình mua xong thời điểm đấy mình mua cũng là cao, là ra cả bản xe lăn bánh rồi. Một tỷ 270 mấy triệu. 1 tỷ 2 là lăn bánh, nghĩa là bỏ thói chiếc bạ chưa? Tính lăn bánh ấy, là cả chiếc bạ ra biển số đấy. Là 1 tỷ 2 276 và triệu. Và lúc anh mua thì chắc ghé 1 tỷ 1. Khoảng đấy đúng không? 1 tỷ 1. Thì hiện nay thì xem trên giá bán công bố là 998 triệu. Mà chắc có nhiều ưu đãi nữa. Mùa Covid này có nhiều ưu đãi nữa. Nhiều ưu đãi nữa. Nói chung bây giờ ai đi mua xe mới, đặc biệt là mua Nissan Terra bản full cực kỳ lợi. Và cái xe gia đình rộng rãi, thoải mái, đủ cho 7 người. Và vận hành êm ái nè. Rồi tốc độ là cũng đạt được, cũng độ cao lái xe cũng an toàn. Mọi người cũng không nên kê quá vì xăng thì xăng xe xăng đang rẻ là, mà, xăng đang có mưa. Xe này không phải là ăn quá nhiều mà xăng thì bây giờ đang mùa Covid thì xăng quá rẻ. Đang có khoảng tầm 10 ngàn, 1 ngàn thì nói chung là phù hợp với lại cái dòng xe này. Mức tiêu hao nhiên liệu thì không thể. Thì em cũng có hỏi một số người để đánh giá là đi nó hơi hao. Thì theo giá của anh Kiên thì tầm 12 lít là cho anh nội hành và đi đường trường khoảng tầm 10 lít là có thể chính xác so với thông số của hãng. Đây hiện tại đang báo 11.9. Đấy, 11.9 đúng rồi. Các bạn nào đã từng trải nghiệm chiếc Nissan Navara thì nó y chang như vậy.
xe mình chắc ít ăn ít xăng hơn nhiều xe khác, vì chắc là mình nghĩ là dán kính vi cun cabin xe nó mát. Rồi, theo anh điều kia không phải xe dùng. Anh kia quảng cáo là một phần là xe ảnh ít hao xăng là do có dán kính nên máy lạnh đang ở chế độ là 24 độ. Ở ngoài giờ, ở ngoài hiện giờ là 40 độ nhưng máy lạnh vẫn ở chế độ là 24 độ và một nước một thôi. Một nước một mà ngồi đây cũng cũng lạnh. Rất là mát. Hai ngồi sau quá nóng rồi. Dạ, tê tê là đúng rồi. Đó là một cái ưu điểm của phía nhiệt Bicool. Học số cộng trừ đi bốc của mình kia. Bốc. Cái dầu thì thích lắm á. Thì không biết cái này thế nào. Thằng này cũng thế. Cũng là 2-3 là cũng dính ghế luôn. Ngửa người, lát Hải thử coi xem. Mà sang cái M nó khác hẳn luôn. Rồi, đây mình có một chút thông tin cùng anh Kiên chia sẻ về cái mẫu xe Nissan Terra, một trong những dòng xe SUV 7 chỗ có cùng phân khúc cạnh tranh với lại Toyota Fortuner. Thì qua cái clip này mình hy vọng là một số người có cái sự đánh giá của cái xe này là tiêu hao nhiên liệu nó tầm 10 lít tới 12 lít. Và mình hy vọng là đối với bạn nào đam mê thương hiệu Nissan thì theo mình biết là sắp tới là chắc nhà máy sẽ mang về một phiên bản full option máy dầu số tự động hai cầu, thì cái đó là một cái xe nó sẽ tinh tế hơn và nhiên liệu hơn. Đấy. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi hẹn gặp mọi người trong các clip kế tiếp. Xin chào mọi người. Rồi, chào mọi người.